Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện xoay quanh một làng công chúa xinh đẹp. Khi công chúa ngủ say thì bị hai tên lính gác đột nhập. Mặc dù đã được đồng bọn cảnh báo không được làm gì bậy bạ, nhưng tên chọc đó vẫn không kìm nén được bản thân mình mà lại gần công chúa định táng một nụ hôn vào má công chúa. Lúc này tỉnh giấc táng thẳng một phát vào mặt tên lính. Tên lính gác định không chế bắt cô về lại giường, nhưng cô công chúa cố gắng chịu đau bẻ đi ngón tay của mình, sau đó thoát khỏi còng xích cởi trói. Hai tên lính này không để ý cô đã thoái khỏi dây xích, đi lại gần thì bị cô táng ngay dây xích vào mặt. Hành động này thực sự đã làm tên lính nổi điên. Khi cô làm lại chiêu cũ, nhưng rất nhanh hắn đã tóm được dây xích. Hắn giật nhẹ một cái làm cô bay xa mấy mét. Cô nhỏ nhẹ đứng lại lấy ra một cái châm cài tóc ở trên đầu, nhân lúc hắn không để ý lấy cái châm đâm thẳng vào mắt của tên lính, lấy tay làm búa đóng vào cây châm, rồi lợi dụng quán tính cơ thể cho hắn đâm vào thẳng cây cột. Tên lính còn lại nhìn anh em xương máu của mình vạm vỡ như này mà bị cô công chúa nhỏ bé đập cho lên thiên đường. Tên còn lại muốn xử nhanh gọn lẹ cô công chúa này, nhưng cô đã nhanh nhẹn hơn, rút cây châm ra đâm thẳng chân của tên lính. Nhưng cây châm nhỏ bé làm sao đấu nổi bộ áo giáp dày cộp của hắn, chỉ có thể ngắm vào chỗ không có áo giáp mà tấn công. Sau đó cầm khúc gỗ bên cạnh đập vào đầu gối hắn nổ 9000 đam. Tên lính lúc này đau đớn lùi về phía cửa sổ, nhưng vẫn cố cười đều cô chỉ có vài chiêu võ vẽ dởm này thôi à. Này thì võ dởm này, một cước hắn ngã xuống biển độ cao mấy trăm mét. Khi công chúa đang muốn chuẩn bị đi trốn thì nghe thấy tiếng chân lại gần, cô bắt đầu cầm lấy cây búa tạ rồi trốn ra phía sau cửa. Tên lính xui xẻo xông vào bị cô giáng một đòn nhấc cả cốp lên, rồi cho hắn một búa kết liễu tiễn tên đó lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Cô công chúa lúc này cũng cởi được dây xích ở tay, cuối cùng cũng thoát khỏi cái phòng đó. Lúc này cả cung điện đã bị phiến quân bắt giữ, quốc vương và hoàng hậu cũng bị bắt làm con tim, cổng thành cũng đã bị niêm phong. Mục đích chính của tên thủ lĩnh Junius bắt cô công chúa xinh đẹp kia về làm vợ, rồi sau đó tiếp quản đất nước. Còn cô công chúa lúc này đụng độ với tên đầu bò to lớn, ngay cả chiêu chí mạng hắn cũng không cô si nhê. Tên lính đầu bò lúc này rút kiếm mới xuất chiêu, nhắm mục tiêu vào cô công chúa mỏng manh dễ vỡ, mà không thương tiếc một chút nào cả. Chiêu phản đòn của cô như mũi đốt vật điện với tên đầu bò này, quả này coi như lành ít dữ thì nhiều rồi. Cô công chúa phát hiện ra sức lực của hắn rất mạnh, nhưng động tác xuất chiêu của hắn rất chậm chạp, thế nên cô đã lợi dụng hắn ta sắp ra đòn. Cô đã phản công đạp gãy cả cây gươm, hắn còn vũ khí lợi hại hơn là hai cái sừng bò nhọn hoắt. Ngay lúc hắn định dạy cho cô một bài học, nhưng cô nhanh chân hơn khống chế được cái mũ sừng bò. Lúc này hắn đã trở thành tên mù tại cái mũ xoay ngược lên hắn không nhìn thấy gì, rồi đâm loạn xạ và tường chóng cả mặt mũi. Cái mũ cuối cùng cũng bị cô công chúa gỡ ra. Sau đó tên đầu bò lại bị chính cái sừng bò của mình đâm. Không khó nhìn ra được các chiến thuật đánh nhau của cô đều là chiến thuật của phương Đông. Ngay lúc này thi thể của tên lính gác đã bị tìm thấy. Nhìn các vết thương trên cơ thể của tên lính, chắc chắn không phải chết vì sự cố. Tên thủ lĩnh cho người xem phòng giam công chúa trên đỉnh tháp. Cô công chúa tránh sự truy lùng của bọn phiến quân, đã liều mình nhảy ra ngoài cửa sổ, nhìn vẻ mặt cô như kiểu không cầm cự được lâu nữa. Nhưng tên lính ngồi ngay cửa sổ thở hổn hển mãi mới rời đi. Cô mới có thể trèo vào bên trong của lâu đài. Công chúa nghe nén được tên thủ lĩnh đang nói, mục đích của hắn sau kết hôn ngai vàng sẽ nằm trong tay, rồi ám sát luôn cả vua với hoàng hậu. Cô công chúa nghe đến thế trái tim như chết lặng, liền tập kích ngay phía sau tường, mũi kiếm xuyên qua gần trúng đích. Tên thủ lĩnh nghe tiếng động ngoài cửa mà chú ý, công chúa ngay lập tức rút lại thanh kiếm, quan sát thấy bọn chúng rời đi. Công chúa đã nhân cơ hội này để trốn thoát. Bỗng nhiên mũi gươm ở đâu cắm xuống, hóa ra tượng người áo giáp này là người thật. Bị tấn công bất ngờ nhưng cô vẫn nhanh nhẹn phản công lại, những nhát kiếm lên áo giáp một chút cũng không có tác dụng. Cuối cùng tìm ra được điểm sát thương vật lý của tên này, nhưng tên này không dễ nhai một chút nào. Khi công chúa đáp đèn dầu vào tên to con này, cái khó ló cái khôn, cô cầm cây nến đáp thẳng vào người hắn, sau đó cả người của hắn bốc lửa, sau đó hoảng loạn mà rơi xuống đất. Tên thủ lĩnh lúc này mới nhận ra được công chúa đã thoát được ra ngoài, lập tức ra lệnh đàn em đi bắt công chúa này. 500 anh em hừng hực khí thế xông vào lâu đài. Công chúa xé đứt dây hạt li ti rồi giải xuống cầu thang. Đám lính tiêu tiêu xông lên bị ngã chổng vó lên. Cô đã chạy bên trên những tấm khiên để làm bàn đạp. Nhanh chóng công chúa đã chạy thoát được ra ngoài, nhưng liên tục bị bọn binh lính cản đường. Mấy tên liều tiều này đối với cô đánh nháy mắt là xong, còn tên to béo cô xiên một xiên cho lên bếp nướng luôn. Cuối cùng phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn bị kẹp lại giữa chừng, bọn chúng đánh nén làm công chúa bị trọng thương. Lúc này cô ấy đã hoàn toàn là kiệt sức. Hai bên quân lính đứng hai bên hét to làm cô gần thủng màng nhĩ. Công chúa quyết chiến đấy đến chết, trực tiếp lấy tên lính làm tấm đệm, nhảy từ trên cao xuống. Cô đã thoát khỏi vòng vây của bọn lính mà không gặp bất kỳ rủi ro đen đủi nào cả. Một tên tóc dài cũng bắt chiếc nhảy theo. Công chúa thấy vậy cười không ngậm được mồm, đã cắt đứt cổ quý của hắn rồi chạy trốn. Gặp tên béo leo cầu thang mệt mặt cúi gằm xuống đất lên không nhìn thấy công chúa. Lúc này đầu trước đầu sau một đóng phiến quân, bấy giờ cô thấy một lá cờ ngoài cửa liền nhảy thoát ra ngoài.
ngoài tránh khỏi bọn phiến quân, lợi dụng lá cờ để thoát thân sang phòng bên cạnh. Cô đang định trốn ở đây để ngồi nghỉ một lúc thì bỗng dưng lại nghe thấy bước chân ở bên ngoài, đánh một trận dã rời thì cô mới biết đó là sư phụ của mình. Sau đó cô ứng phó chống lại kẻ địch để cho công chúa đi cứu người nhà của mình. Công chúa trượt theo đường cống thoát nước thải, tìm thấy nơi bọn chúng nhốt cha mẹ của mình. Đám binh lính việc nhẹ lương cao lên nhiều tiền mua rượu, đã uống say bít tỉ lên bọn chúng không phải đối thủ của cô. Sau vài lượt ẩu đả có các loại võ vẽ thì bọn chúng đã bị hạ gục. Quốc vương trông thấy đã há hốc mồm ra kinh ngạc, nhưng vừa thoát được ra ngoài đi một tí thì công chúa thấy bỗng tối sầm lại. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã bị trói, bị bắt tại đại điện. Sư phụ của công chúa cũng đã bị bọn chúng bắt lại. Tên thủ lĩnh của bọn chúng là Junius, hắn đã không còn tin tưởng cô công chúa nữa, nên hắn đã đổi ý muốn cưới em gái của công chúa làm vợ để hắn được giành chức ngai vàng. Vì thế hắn đã hạ lệnh giết chết công chúa đi. Cô nhân lúc hỗn loạn mất tập trung của đám phiến quân để cho sư phụ của mình cứu em gái của mình, còn cô lúc đánh nhau đã bị bọn chúng ném ra ngoài cửa sổ từ độ cao gần 1000m rơi xuống biển sâu. Công chúa từ nhỏ đã được học võ thuật Trung Hoa rất là lợi hại. Cô đánh bại bọn phiến quân cứu được quốc vương. Lúc hôn mê cô nhớ lại lời giáo huấn của sư phụ: lội lực không phải đến vì đao kiếm mà xuất phát từ trái tim. Công chúa lúc này đã tỉnh lại, dùng mảnh thủy tinh cắt dây trói từ dưới biển cô ngoi lên mặt nước. Đấy mà, diễn viên chính đạo diễn đã cho chết đâu mà chết. Lúc này cô lại gặp tên lính trang bị giáp sắt toàn thân, người cô có đúng mảnh vải che thân thì không biết phải làm sao bức tượng bên cạnh đổ xuống ngã vào đầu hắn. Thì ra là cô em gái vừa nãy được sư phụ cô cứu. Sư phụ dẫn cô gái đến mật thất chứa vũ khí, còn bọn phiến quần thì lục sục tìm mọi người khắp nơi. Tên thủ lĩnh Junius đang chuẩn bị cưới cô công chúa nhỏ để cướp lại ngôi vua. Bọn họ lúc này đang chuẩn bị vũ khí hành trang bắt đầu chiến đấu, chuẩn bị để quyết chiến với đám phiến quân lần cuối cùng. Em gái công chúa cũng chuẩn bị đồ đòi chiến đấu, nhưng công chúa dặn em gái ở đây không được để tìm thấy. Cô chạy trước lâu đài chém rất nhiều bọn lính mưu tiêu, sư phụ thì yểm hộ ở phía bên. Hai người đối mặt phải mấy trăm bọn phiến quân, nhưng quyết không lùi bước. Cô công chúa nhỏ chui ra từ gầm ghế, nén nút đưa vũ khí cho bố mẹ liền bị tên thủ lĩnh tóm được. Công chúa và sư phụ chia ra hành động, sư phụ vào cung điện cứu làm hôn lễ bị gián đoạn. Công chúa thì bị tên có roi thần lợi hại chặn cửa, hắn dùng dây roi dài tấn công từ xa. Công chúa đánh không lại đành tìm cách chạy trốn, nhưng vẫn bị hắn ép phải lộ diện. Vũ khí thì bị dây thừng quấn chặt khống chế hất tung nên công chúa bị văng ra xa. Công chúa tận dụng thời cơ tiếp cận tên sát thủ, đấm vào mặt hắn khiến hắn yếu ớt không đỡ nổi, rồi bị công chúa dùng dây thừng của mình quấn chặt cổ lại và bị thắt cổ chết ngay tường thành. Nhưng sư phụ thì không phải đối thủ của tên thủ lĩnh, suýt nữa thì bị hắn cho đai luôn ở địa điện. Công chúa một lòng căm thù quyết chiến một trận tới cùng với tên thủ lĩnh. Tuy thân thể cô nhanh nhẹn nhưng chiến thuật đánh đã thua xa hắn, vì hắn đã ra chiến trường đánh cả trăm trận trăm thắng. Rất nhanh bị hắn đâm vào đùi, công chúa bị trọng thương. Chính vào lúc cô nghĩ sẽ bị hắn ta giết chết thì ở ngoài cửa lúc này có rất nhiều quý tộc. Hắn đành phải thả công chúa ra rồi ra sức thuyết phục mọi người phải thừa nhận ngôi vị của hắn. Tuy nhiên hắn đã chết ở cái mồm quá nhiều. Công chúa nhân cơ hội thời cơ tấn công, một đao chém bay đầu tên thủ lĩnh. Công chúa đã dùng sức chính mình để lấy lại vương niệm cho cha của mình. Bộ phim đến đây đã hết, mọi người thấy hay bấm like rồi đăng ký kênh ủng hộ mình nha.